sẽ làm súp lơ hấp cho lũ cả nhà này. Lâu rồi lũ mang quả quả cả nhà. Giờ mình làm lơ, súp lơ rất là ngon cả nhà này. Các ta rồi mà vẫn tươi ngon cả nhà này. Giờ thì để các ta để hấp lũ sẽ mọc 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 thôi cả nhà. Hấp cho lũ lên đây. Con nha, hấp chị cho con ăn nha, nè, lúa con phải ăn xong rồi đấy, làm ra được thôi, để nó hấp thôi, hấp ta, hấp chị cho con nhé, cho con ăn đấy, đi, đi mẹ này, lô, đi mẹ. Ăn hấp theo thì chị nay mới có mình ăn á, mới có quả. Đào ngọt các cả nhà. Lúa cũng không ăn sô lơ mẹ cả nhà. Nên hôm nay nếu mà lúa ngoài sô lơ thì mình cũng có được bị sửa cho lúa rồi. Lu chuẩn bị sữa rồi thì giờ cho lu uống sữa ở nhà. Mẹ tập cho lu từ cầm bình cái nhà lu cũng biết. Mẹ bé con nha, mẹ bé con nha. Ta tao 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 mẹ ơi, mẹ ơi, lu nó đây cả nhà, ăn lu nguội nữa, mẹ sẽ lau, làm miếng cho lu cả nhà, trung 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 trung